không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Anh hứa với em, anh sẽ trở về mau. Giao ngũ muội không thể nào trở thành người vợ của ta. Lần này thừa lệnh của hoàng thượng tới Dương Châu trù bị đại hội ngắm tranh vào năm tới. Ta quyết không vì người mà chọn tranh vẽ ở chỗ này. Thì ra ngươi là Trịnh Bán Kiều. Tiểu huynh đệ, thì không qua dạy người vẽ tranh. Bây giờ thân phận của tướng công ái ngại, hắn cũng không muốn đâu. Ta chỉ là nhờ hắn làm một ít việc thôi, như vậy cũng viện cớ chối từ, mà còn ra quan quay với ta nữa. Sao hắn không chịu nghỉ? Khi xưa tới Dương Châu, nếu không được ta chữa chấp, đã chết rồi tha phương rồi. Quỳnh đại ca đừng có bực bội mà. Tướng công có quan chức trong mình, nhiều khi làm gì cũng không được tiện lắm. Hắn cũng vì bất đắc dĩ thôi. Ngủ muội à, ta không phải kêu bản kiều đi cướp của giết người. Làm quan có ai không binh vực cho nhau chứ? Người ta cũng nói mà, trong triều của người quen thì dễ làm việc. Nhưng mà người rành tánh quán hơn ta mà. Người hãy nghĩ coi, hôm xưa hắn có công cứu gió, cũng là xin hoàng thượng cho hắn làm quan thất phẩm thôi. Hắn thì không phải là thứ ham đồ lợi lộc mà. Ta biết, ta rành tánh của bản kiều lắm mà. Nhưng mấy năm nay, nếu như ta không phải được mấy ông chủ này chiếu cố, tiệm tranh của ta đã phải đóng cửa rồi. Hôm nay ta chỉ mượn danh của hắn làm tốt quan hệ với các ông chủ thôi, để từ nay ta dễ làm ăn hơn một chút. Vậy mà cũng bắt ta khó xử. Còn đó là biểu hắn giúp Kim Long hả? Ta định là có cơ hội tốt như vậy, biểu bản kiều ở trong đại hội ngắm tranh, chọn tranh vẽ của Kim Long, để hắn có thể quật cường được trỗi dậy ở Dương Châu này. Nếu mà không thể được nữa thì đừng bao giờ nhắc tới. Ngũ muội, ngươi nói đi. Hôm xưa bản kiều một mình tới Dương Châu, chẳng có tiền tài, mà rồi tới kỷ viện chuột nhất tỷ, khiến cho ta phải trút hết gia tài, còn biểu Kim Long giả chết nữa. Đừng có nói nữa, đây là chuyện của 20 mấy năm rồi, thì coi như là ta không nên thân. Nếu mà ông trời bớt ta phải triệt tiêu thì ta chịu thua. Em muốn vô đây nè, cảm ơn em. Dạ dạ. Cảm ơn khách hoàng, cảm ơn. Ông chủ à? Anh chào. Ta muốn mua tranh vẽ Kim Long. Hả? Kim Long à? Không có ai mua nữa đâu. Ta giới thiệu các thứ khác cho cô nha. Sao vậy? Bộ Kim Long không phải là họa sư có tiếng ở Dương Châu hay sao? Ồ, đã là chuyện lâu năm trước rồi. Mấy năm nay thì tranh vẽ của hắn bị chìm dữ lắm, không có giá nữa đâu. Tranh của hắn không có đáng mua mà. Ừ, để ta giới thiệu các thứ khác cho cô nha. Hả? Theo người nói, vậy thì tranh vẽ Kim Long từ nay không đáng giá nữa hả? Vậy thì không phải. Chỉ cần Đông Phong Thư hòa sứ Trịnh Bản Kiều, Trịnh đại nhân chịu giúp hắn, như vậy thì được rồi. Tranh vẽ của Kim Long mắc mới gì tới Trịnh Bản Kiều? Ồ, cô biết là thiên hạ thích ngã thì chiều gió mà. Trịnh Bản Kiều lại là người hùng binh cần có hoàng thượng. Chỉ cần hắn nói một câu, tranh vẽ của Kim Long là tranh tốt đó. Người ở đây thực tế lắm, khẳng định là ào tới mua hết tranh vẽ của Kim Long. Chừng đó là hắn có cơ hội để mà trở mình được rồi. Nhưng mà ngay những người bán tranh nói là ông chủ Quỳnh, Trịnh đại nhân và Kim Long đó, ba anh em có xích mích với nhau. Cây bộ tranh vẽ của Kim Long thì không có ai mua nữa đâu. Tướng công! Tướng công! Tướng công à! Cả ngày đi đâu vậy? Em chờ lâu lắm rồi. Đang lúc đêm khuya kêu réo sùm, còn ra thể thống gì? Vậy mình đi nha. Đi đâu? Em muốn dẫn anh tới một chỗ này. Đi đi. Chính là chỗ này. Đừng tưởng nó là một quán mì ngoài phố rồi kỳ dậy nó. Nghe người ta nói mì Dương Xuân ở đây ngon nhất ở trong thành. Ông chủ, cho một tô mì Dương Xuân. Cho dù có ngon cách mấy thì cũng không bằng mì của Tiểu Trương 20 mấy năm trước.
Ông Trần à, ngày mai Quỳnh Thần ở tập Bảo Trai Thích Yến đó, người có đi không? Cả Đông Phong thư hòa sứ Trịnh Bản Kiều cũng không có tới. Ta còn đi làm cái gì? Sao ngươi khẳng định Trịnh Bản Kiều lại không đi? Một người không biết hai hôm trước họ gặp mặt nhau đã có xích mích hay sao chứ? Cái chuyện này cả Dương Châu đều biết đó mà. Lần này Quỳnh Thần định là nhờ Trịnh Bản Kiều tới Dương Châu là để gia tăng thanh thế thôi lúc kiếm tiền, nhưng mà bây giờ đã bị thất bại rồi. Ê, con người Quỳnh Thần tuy là thực tế, nhưng mà lần này hắn không có lỗi đâu. Hắn định là mượn cơ hội này giới thiệu những quả sư mới của Dương Châu cho Trịnh Bản Kiều nữa mà. Ai ngờ Trịnh Bản Kiều đã ra quan quay, Quỳnh Thần vừa mở miệng thôi hắn đã từ chối rồi. Ta thấy Trịnh Bản Kiều hơi quá đáng đó. Tội nghiệp nhất là Kim Long đó. Tại sao? Bây giờ đã bị chìm rồi, mấy năm nay chưa có hề bán được một tranh vẽ tốt. Quỳnh Thần đã an bài cho Trịnh Bản Kiều là đề chữ ở tranh vẽ của Kim Long. Người cũng biết rồi, bây giờ Trịnh Bản Kiều là người hùng ở bên cạnh của Hoàng Thượng, nếu mà hắn chịu giúp đỡ đó thì không khác gì là điểm tịch thành kim. Thì phải, bây giờ tranh vẽ của Kim Long được khét tiếng trở lại rồi đó. Nhưng mà ta nghĩ Trịnh Bản Kiều không có đi đâu, bây giờ người ta đã là quan lớn mà, đâu còn nhớ tới được đám bạn xưa. Ta cũng nghĩ như vậy. Thôi ăn đi, ăn đi hả? Không ăn. Tướng công, lời lẽ của những người khác không cần đếm xỉa tới mà. Trịnh phu nhân, bà vừa thấy rồi, biểu hiện của chúng tôi ra sao, có hài lòng không? Cũng không tệ, cầm đi. À, đây là tiền của hai người. Cảm ơn. Như vậy bà nghĩ là Trịnh đại nhân có tin lời lẽ của chúng tôi không? Hỏi nhiều làm gì? Còn nữa, chuyện này quyết không thể nhắc với ai đâu. Đi. Cảm ơn. Ta làm như vậy cũng là muốn gỡ lại tình bạn của các người thôi. Ta và bọn họ đã quen biết nhau 20 mấy năm rồi, tình bạn thâm hậu này tại sao không thể bao dung một chút hiểu lầm chứ? Thời gian qua đi thì sẽ êm chuyện, bà không cần phải làm tiểu nhân. Nhưng lần này nếu như không giúp Kim đại ca, có lẽ hắn không còn chỗ đứng ở Dương Châu nữa. Nhưng ta quyết không thể vì Kim Long mà tổn tư. Năm xưa hắn chịu hy sinh tương lai của mình để giúp người, ngươi đã quên rồi sao? Hôm xưa hắn vì giúp ta thì trọn tình trọn nghĩa, đã chịu giả chết để mà gom tiền chuộc Dương Nhất Tỷ ra. Ân nghĩa sâu nặng này ta suốt đời không quên. Nếu có thể trả ơn, ta đương nhiên là không chối từ. Nhưng mà hôm nay công việc trên đầu của ta là do hoàng đế đích tay để lên. Ta không những gánh trách nhiệm với hoàng thượng, còn phải gánh trách nhiệm với tất cả thiên hạ. Xưa này trung nghĩa khó vẹn toàn, ta thà phụ Kim Long cũng không thể phụ thiên hạ. Ta nói vậy có rõ ràng chưa? Mời qua coi, cửa tiệm của chúng tôi có nhiều tranh vẽ của danh gia Dương Châu đây. Mời vô. Ấy, vị khách quan này, mời qua coi đi. Ấy, Trịnh đại nhân. Trịnh đại nhân, mua tranh hả? Chúng tôi có tác phẩm của tứ đại danh gia, tranh sơn thủy của Mã Năng Bảo, tứ mã đồ của Tống Mạnh Kiều, chim tranh đúc công của Thập Đại Thiên, dĩ nhiên là không thể thiếu tiên nhân bát mệnh của Trịnh Diễn. Ta muốn mua tranh vẽ của Kim Long. Hả? Trịnh đại nhân không nói chơi chứ hả? Ngươi muốn mua tranh vẽ của Kim Long à? Nói thiệt nghe Trịnh đại nhân, tranh của Kim Long đâu có ai mua nữa. Thì đúng rồi, cả thành Dương Châu chỉ có Quỳnh Thận mới chịu mua tranh vẽ của Kim Long, chịu làm ăn, chịu thiệt thòi thôi. Nói thiệt nha, mấy năm nay Kim Long thì không có tác phẩm tốt mà. Nếu mà người không nhắc tới, chúng tôi đã bỏ quên người này rồi. Được, cảm ơn nhiều. Người không coi những tranh khác sao? Không cần. Dạ được. Cảm ơn. Nè, lần này ta không có kiếm họ đóng kịch nữa đâu, người phải hiểu rồi chứ. Ông chủ Quỳnh à, người nữa là Đông Phong thư hòa sẽ tới mà, sao vẫn không thấy gì? Trên đại nhân bận rộn nhiều việc, trễ này một chút có gì là lạ chứ. Yên tâm đi, trên đại nhân nhất định sẽ tới mà.
lại. Ta Trịnh Bản Kiều là một người bạn mới quen của Quỳnh Thận. Bây giờ ta ra ngoài dạch mặt hai người. Kim Long Quỳnh, ta từng cứu người, cứ ngồi tiếp tâm cái mạng. Cảm ơn Bản Kiều Quỳnh đã cứu mạng. Ta thiếu cũng người một mạng. Ta bắt người phải trả. Nhưng mà hôm xưa ta vì tốt lời công cụ mới liên lụy tới người. Hôm xưa người chơi chịu cao bên ở ngoài phố cũng là vì muốn trả thù cho ta thôi. Ta thưởng thức người thật là mạnh dạn, thấy đúng thì làm. Nghe nói là trước đó ngươi và Trịnh đại nhân đã có sự hiểu lầm và còn gây xích mích nữa, có phải không vậy? Nè, chuyện này có hay không? Không phải rồi, nếu như Trịnh đại nhân không tới á, ngươi nên báo với chúng tôi để chúng tôi khỏi phải lãng phí thời giờ. Các chị ở đây đâu phải là con nít 3 tuổi. Người thông minh không tin lời đồn, mấy lời lẽ đó thì không đáng tin đâu. Các chị đều biết, ta với Trịnh đại nhân quen biết mười mấy năm. Năm xưa ba anh em chúng tôi cùng nhau đánh thiên hạ ở Dương Châu. Hôm nay Kim Long mở đại hội ngắm tranh, thì tại sao Trịnh đại nhân lại không tới đây chứ? Hả? Vậy là đỡ rồi. Nếu Trịnh đại nhân chịu đề chữ ở trên tranh vẽ của Kim Long, cho dù giá tiền cao cỡ nào ta nhất định cũng chịu mua. Ta chỉ lo là ông chú Cao đem không đủ tiền tới thôi. Nếu là như vậy thì biểu thư đồng về lấy thêm tiền nha. Chúng mình thì kéo biết nói trời quá trời ha. Xin lỗi, ta phải đi một chút. Được. Tự nhiên. Kim Long, ngươi đừng như vậy mà. Hôm nay là ngày lành của ngươi, làm vậy ra thể thống gì chứ? Chúng ta là người rành tính của Bản Kiều mà, sao hắn lại chịu tới chứ? Chính vì ta rành tính của Bản Kiều, cho nên đợi tới phút cuối cùng ta cũng không bỏ cuộc. Con người của Bản Kiều cứng cổi như vậy, Ngũ Muội làm sao mà thuyết phục được nó? Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ đành tin Ngũ Muội thôi. Đừng uống nữa. Người Dương Châu và người Dương Châu, tại sao các người vẫn coi nặng tiền bạc, ngã theo chiều gió, a du nịnh bợ? Tướng công, tuy là yến tiệc ở Thập Bảo Trại sẽ khiến người thấy khó khăn, nhưng mà dù sao người với Kim đại ca, Quỳnh đại ca đã quen biết lúc ở Hàng Võ. Hay là để ta đi giải thích với họ, để tránh lời đồn nhảm nhí, với lại để cho Quỳnh đại ca họ cũng dễ xử. Đợi một chút. Các vị ông chủ thì xin lỗi chờ chút nha. Trịnh đại nhân sẽ tới ngay đó mà. Còn một Trịnh đại nhân cũng không tới rồi. Thôi chúng ta đi dậy đi. Trịnh đại nhân nhất định sẽ tới mà, tin ta đi. Tới cái gì, đó chỉ là ngươi nghĩ thôi. Nói thiệt chứ, Trịnh đại nhân quyền cao chức trọng mà, sao lại chịu hạ mình tới đây dự tiệc ngắm tranh hạ đẳng này chứ, thiệt tình. Không phải như vậy, không phải vậy đâu, yên tâm đi. Trịnh đại nhân nhất định sẽ tới mà, chúng ta dàn chi chờ nha. Hả? Ta không rảnh rỗi như ngươi đâu, ngươi muốn ăn thì tự ăn đi, chúng tôi còn có việc lớn phải làm. Đúng rồi, chúng ta đi về đi. Nói cho em nữa, chúng ta đi đi, lẹ lên. Đúng rồi. Chờ thêm chút đi, chờ thêm chút đi. Ê, Ngũ Muội. Ê, cái gì? Trịnh phu nhân đã tới rồi, đây là Trịnh Bản Kiều phu nhân. Chào Trịnh phu nhân. Xin chào các vị. Bản Kiều đâu? Người cũng biết, hắn tự cố chấp mà. Hắn lại lo thân phận ái ngại, nên ta đã khuyên nhiều lần hắn cũng không chịu tới. Cho nên ta tới nói với người. Trịnh phu nhân, Đông Phong Thư Hòa Sứ thì không tới hả? Phải rồi, nếu nhổng không tới thì chúng tôi ở lại cũng vô dụng thôi. Hay là mình cáo từ đi về trước đi hả? Bảo lại rồi vô về đi, lâu quá rồi. Mình đi về đi. Các người vốn không có nên tới. Trịnh đại nhân. Tướng công, đàn bà con gái tới mấy cái chỗ này còn ra thể thống gì nữa hả? Rồi. Bản Kiều, sao trễ quá vậy, chờ người lâu rồi. Cái bình nữa này lấy gì đi? Lấy nghĩ gì? Chỉ là một ít tâm ý của Hoàng Đường Dương Châu tỏ lòng với đại nhân thôi. Quan nghênh Trịnh đại nhân. Tướng công đã tới đây rồi, đừng có làm cục hứng nha. Đừng có lên tiếng. Ngậm miệng lại, đứng quan bên. Chúng ta quen biết từ hàng gì? Hôm nay rốt cuộc có thể dùng tên của ta ra làm ăn kiếm tiền rồi. Coi bộ ngươi có thể lấy lại cả vốn lẫn lời đó huynh đệ. Trịnh đại nhân thì khéo nói chơi. Nhớ hôm xưa ta với Trịnh đại nhân và Kim Long, ba anh em đánh thiên hạ, đã từng trải qua bao nhiêu hoạn nạn, gặp bao nhiêu khổ sở.
ba anh em chúng tôi đùm bọc lẫn nhau. Hôm nay cố tình mời Trịnh đại nhân tới để đề mấy chữ cho tranh vẽ của Kim Long, chỉ là để tỏ tình nghĩa của chúng ta. Thiệt là vô liêm sỉ. Cho dù chúng ta có giao tình thâm hậu đi nữa, nhưng mà hôm nay quan dân khác biệt. Ngươi biểu ta cấu kết với người để lừa gạt thiên hạ. Ngươi coi Trịnh Bản Kiều này là ai đây hả? Ngươi... Được. Ngày hôm nay ngươi đã làm quan rồi, trở mặt không nhận người. Ta chỉ là nhờ ngươi đề mấy chữ cho Kim Long thôi. Vậy mà ngươi không chịu. Thiệt uổng năm xưa xưng anh em với nhau, ra điều là giả tình giả nghĩa. Những kẻ tham lam trong mắt chỉ có tiền bạc thôi. Thử hỏi, có ai từng bỏ công đi ngắm tranh vẽ của Kim Long đi? Tranh hoa mai của Kim Long vẽ ra được ngạo cốt đặc sắc, nghị hoa như là từng đốm hồng trần. Xét qua công bút pháp, tranh của Kim Long được liệt vào hàng tôn sư, vốn không cần người khác đề chữ vào để tăng giá. Nếu phải làm như vậy tranh vẽ mới được ngắm thưởng thì quả thiệt là sỉ nhục tới Kim Long. Bạc tình bạc nghĩa, chỉ là nhờ ngươi đề mấy chữ cho tranh của bạn mà thôi, ngươi cũng diện có từ chối. Ngươi đã nói là chỗ này là nơi phong nguyệt, như vậy thì đại nhân không có cần dừng chân ở nơi này. Xin mời. Kim Long, ngươi đâu có thể nói với tướng công như vậy. Nói tới nơi lùi, ngươi cũng muốn được đề chữ thôi, thì để Trịnh phu nhân này đề cho. Nương tử, từ nay tướng công của ta đối với hai người không ai nợ ai nữa. Làm gì lấy gì? Làm dơ tranh vẽ của ta, tưởng làm quan là ngon lắm hay sao? Có biết đây là tâm huyết của ta hay không? Trịnh giờ, Trịnh Bản Kiều, ngươi đừng có làm ẩu nha. Ngươi hãy trở xuống đi, làm gì đó, ngươi. Đi. Đại nhân khen tranh của người như vậy thiệt là không đơn giản đâu nha. Nè, tranh vẽ của Kim Long được Trịnh đại nhân đề chữ, tranh vẽ này ta lấy. Khoan đã, ta chịu trả cao hơn, bán cho ta đi hả? À, ông chủ huynh à, lâu nay giữa chúng ta có sự giao dịch mà, bán cho ta đi. Các vị không cần nói nữa, tranh vẽ này bao nhiêu tiền cũng không bán, tại vì nó chính là bằng chứng tình nghĩa của Trịnh đại nhân đối với chúng tôi, đúng không? Nếu như các vị đây muốn mua tranh vẽ của Kim Long thì đặt cọc với ông chủ mã đi hả? Được. Nay đã được Trịnh đại nhân khẳng định vậy rồi, quyết định vậy ha. Được. Tại sao Bản Kiều làm như vậy? Vậy mọi người không hiểu, với cái tánh của Bản Kiều nhất định không có chịu phê bình tranh vẽ cho mình. Hôm nay hắn dùng chiêu trở mặt giúp người thì đã chứng tỏ tình nghĩa của hắn đối với chúng ta rồi. Chúng ta đã trách nhầm với Bản Kiều, thì xin lỗi. Thiệt là lãi nhảy. Chuyện buồn xưa được nhắc tới nữa nhờ, kể từ nay các vị làm lại bạn thân đi. Lại đi. Nè, mời. Nè. Ê, chúng ta chưa thể mời rượu được đâu, còn có một người phải cảm ơn. Ai vậy? Thì là người đó ngủ muội. Mắc mới gì tới ta? Nếu mà không phải được người an bài, cảm động của Bản Kiều tới tập bảo trai, thì tranh vẽ của ta tại sao lại được người ta thưởng thức như vậy? Không sai không sai. Lần này cả ta cũng bị bỏ lỡ, thì ra hai năm không gặp thôi, ngũ muội đã thay đổi nhiều như vậy, trở thành một người vợ tốt, hiền lương thuộc đức, nề nếp nết na. Thực ra bấy lâu nay ta chưa hề đổi thay, nhưng mà không phải ai nấy đều nhìn được suốt như là Quỳnh đại ca đâu. Như vậy là ai mà không có được sáng mắt như vậy? Thì là những người bẩm sanh mắt nhỏ, nhìn không có được xa, mới bị như vậy thôi. Được, như vậy ly này mời những người cặp mắt không có đủ lớn. Nè, cạn. Cẩn thận nha, Kim Long đại ca. Kim Long à, ngươi đừng có người ta ra tiền người ta mạng mà. Kẻ ra tiền là ngươi đó. Biểu về là ngươi, trả tiền cũng là ngươi. Ta đâu có. Ta đã trả rồi. Thiệt đúng là tự tác nghiệp mà. Ê, đừng nói thêm nữa, đỡ qua bên miếu thổ địa nghỉ chút đi. Cẩn thận nha. Chăm sóc tốt cho Kim Long. Hả?
Nhất tỷ. Bà thì là Nhất tỷ hả? Ta nghĩ hai vị đã nhận lầm người. Nhờ chồng của ta họ Trần. Thật xin lỗi. Cáo từ. Hãy, phu nhân đã nói hai vị lầm rồi. Hãy đi đi. Dung mạo, thân hình, giọng điệu giống y như nhau. Nhưng mà hắn nói không phải là Dương Nhất Tỷ. Nhưng mà Dương Nhất Tỷ đã bị lưu đày rồi mà. Cho dù là không bị chết thì cũng không thể nào đột nhiên trở về như vậy. Không lẽ người có thể giống người như vậy sao? Ở trên đời này cho dù sinh đôi cũng không thể giống như đúc. Huống chi là hai người. Nếu như bà là Dương Nhất Tỷ thì tại sao lại tự xưng là Trần Phu Nhân? Tướng công, thấy anh chưa ngủ đã làm đồ ăn khuya cho anh nè. Bánh cảo này rất là đặc biệt. Nếu anh nhìn thấy nhất định là muốn ăn. Anh coi. Là cái gì đây? Bánh cá tàu. Đại tỷ nói là anh thích ăn nhất mà. Cô làm khó coi như vậy thì khiến cho bánh này bị mang tiếng đó. Người ta mới làm lần đầu mà, dĩ nhiên là không có đẹp như đại tỷ. Sẵn nóng tôi không ăn đi. Khó coi vậy làm sao mà ăn. Đi xuống bếp luộc tô mì Dương Xuân đi. Còn không đi. Năm xưa nhà họ Châu bị niêm phong, Châu Sĩ Tấn bị chém. Người nhà họ Châu đâu có ai được miễn chứ. Nhưng mà tại sao người đàn bà này lại giống Nhất Tỷ quá vậy? Đại tỷ. Nhị thúc, đại ca của chú đi đâu? Em nghe nói là đi kiếm Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân? Tiểu huynh đệ, ngươi có chuyện muốn hỏi ta? Ngươi về nhà họ Trần có quan hệ gì đây? Tối qua ta thấy ngươi xuất hiện ở nhà họ Trần. Ngươi và Trần Phu Nhân đó quen thân lắm sao? Ta ra chào ở nhà nào? Mắc mớ gì tới ngươi? Ta chỉ là muốn biết ngươi có quan hệ gì với Trần Phu Nhân thôi. Bà là ân nhân của ta. Từ lúc ta 7 tuổi đã cầm bút vẽ tranh. Ta rất thích vẽ trúc. Chỉ là lúc đó rất nghèo. Nghèo đến đổi cả tiền mua giấy cũng không có. Có một lần ta ở ngoài phố dùng nước vẽ trúc lên tường, gặp được Trần Phu Nhân. Bà nói ta có duyên phận, và rồi đã nâng đỡ cho ta và chăm sóc sinh hoạt của ta, và cho tranh vẽ của một cao thủ vẽ trúc cho ta coi, kêu ta từ nay mô phỏng theo tranh vẽ của hắn là được. Người có biết tác giả tranh vẽ đó là ai không đây? Trịnh Bán Kiều. Tranh vẽ của hắn cũng là thường thôi, chỉ được hư danh. Ta thấy tranh vẽ của ta thì không có giống hắn đâu. Ê, Bán Kiều, hả? Ê, ta chờ ngươi lâu rồi. Ngươi thần sắc hoảng hốt như vậy, kiếm ta có chuyện gì? Ta đã điều tra ra lai lịch của Trần Phu Nhân. Vị đại ca này, ở gần đây có phải có nhà họ Trần không? Nhà họ Trần hả? Ở Tam Lý Ba đó.
Đại ca, ta từ xứ ngoài tới, có thể dẫn ta đi được không? Gì hả? Đi theo ta. Vậy là phiền. Sao lại như vậy? Huynh đài, ngươi chưa có biết thôi. Mười mấy năm trước, nhà họ Trần xảy ra một trận hỏa hoạn. Mấy mươi người trong đó đều bị chết hết rồi. Như vậy Trần phu nhân có phải cũng bị chết trong biển lửa không? Trần phu nhân? Vậy thì không phải. Nghe người gõ kênh nói là đêm hôm đó Trần phu nhân được người ta cứu đi, không có chết, sau đó rời khỏi chỗ này. Thì ra thì là Trần phu nhân. Không lẽ không phải là Nhất tỷ? 40 tuổi, trong một đêm bị mất sạch. Ngươi nói gì? Là Trần phu nhân mà. Nếu bây giờ bà không chết cũng đã 60 tuổi rồi. Trần phu nhân là phải hơn 50 tuổi. Không sai. Ta còn hỏi những thôn làng khác, họ đều nói nếu như Trần phu nhân không chết thì phải trên 50 mấy rồi. Tại sao cô gạt ta? Nhất tỷ, ta nghĩ ngươi đi nhận lầm người. Sau ngày Châu Gia bị niêm phong, ta đi kiếm cô hơn một tháng, nhưng vẫn biệt tâm biệt tích. Thật ra cô đi đâu và xảy ra chuyện gì? Nhất tỷ, cô đã bày mưu lập kế dàn ra trận này, mục đích là gây chú ý của ta. Bây giờ đứng trước mặt của cô rồi, cô lại không dám nhận hay sao? Thật ra là cô muốn cái gì đây? Năm xưa khi phát hiện được bí mật trong bức tranh, ta định là báo cho cô biết. Nhưng mà... Bỏ đi. Chuyện xưa kia đừng có nhắc tới nữa. Ta cũng không hề trách ngươi. Nhưng mà có chuyện này ta hỏi cô. Hôm xưa nhà họ Châu bị niêm phong, cả nhà không có ai được miễn hết. Tại sao cô lại có thể được thoát chết? Ngươi chỉ muốn biết. Đáng lẽ chuyện này ta đã quên đi hết rồi. Nếu không phải ngươi xuất hiện, có lẽ ta cảm thấy ta thật sự là Trần phu nhân. Mẹ thấy sao rồi? Mẹ thế nào? Khó chịu quá, mẹ đi hết nổi rồi. Đứng dậy đi tiếp đi, không được nghỉ. Lính đại ca, làm ơn đi. Mẹ của ta thì chống hết nổi rồi, xin cho nghỉ chút nha. Các người là tội phạm, thân mang tội, đâu có thể có nhiều yêu cầu như vậy. Lính đại ca, ta thiệt đi hết nổi, làm ơn cho ta nghỉ một hồi nha. Người đi không nổi hả? Được, vậy thì để cho người khỏi chịu khổ nữa. Mẹ. Nếu như người thật sự đi không nổi, thì ta sẽ chánh pháp tại đây, giúp người khỏi khổ. Một là bà sẽ thoát được khổ nạn, hai là không cản trở cái đám người lên đường. Xin đừng, Lính đại ca, chúng tôi đi ngay, đi ngay. Mẹ, đi đi. Mẹ, mẹ thấy sao? Tức ngực khó thở quá, chịu không nổi. Mẹ, mẹ thấy sao hả? Có đỡ chút hay không? Mẹ không được rồi. Bị bệnh nặng như vậy, chắc chưa tới nơi thì đã chết rồi. Không đâu mẹ được mà. Cực khổ như vậy, thiệt là sống không bằng chết. Dạ mẹ, để con qua bên kia hỏi hai người họ cô có nước hay không nhớ. Mẹ chờ chút ha. Hai vị Lính đại ca, tôi xin hai vị có thể cho chúng tôi uống nước chung không? Bị điên hả? Các cái lời tội phạm mà không được uống. Làm ơn nhớ, mẹ của ta bị bệnh nặng lắm, xin bố thí dùng mấy giọt nước cho bà ở đi. Không được, lập tức trở về chỗ, nghỉ xong là phải lên đường. Còn lăng nhăng ta giết chết ngươi bây giờ. Đi. Nếu giết chết nó có phải lãng phí hay không đó? Còn cách nào hơn? Dù sao cũng là người đẹp mà, phải chừa lại để chúng ta phong lưu thoải mái chứ. Điên hả? Suy nghĩ bậy bạ. Không lẽ ngươi không muốn hay sao? Phải, nhưng cũng phải chờ tối nay dựng lên cái liều rồi sau đó mới hưởng dụng chứ. Từ từ mà hưởng cho đã. Mẹ, mẹ thấy thế nào? Khát nước. Không có. Có nước hay không? Dạ không. Khó chịu.
mẹ ơi, hay mình bỏ chạy đi nhờ. Mẹ ơi, chạy mau. Mẹ, đi mẹ, mau lên. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Các người làm gì vậy? Chạy đi, mau, chạy. Quay, nè, đứng lại. Quay, đứng lại. Mẹ chạy lẹ lên, mau lên, chạy đi. Con chạy đi. Để mặc mẹ. Để mẹ. Mẹ ơi. Con chạy hả? Lấy, lấy. Mẹ. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Phu nhân, cô nương này chưa có chết, chỉ bị ngất xỉu thôi. Ta cũng rất may mắn, sau khi té xuống vực thẳm đã được Trần phu nhân đi ngang cứu lại. Nhưng mẹ thì đã không may mắn như ta, vì cứu ta đã chết dưới đau của đám nha sai. Ta thiệt thương hại tới tao ngộ của người. Coi bộ người cũng không có nơi trú thần. Hay là vậy nha, nếu như người chịu thì ở lại nơi này đi, chừng nào kiếm ra chỗ trú thần thì mới rời khỏi. Không được đâu, ta là tội phạm của triều đình, ta sợ sẽ lưu lạc tới bà. Chỉ cần ngươi ở đây ẩn tánh mai danh, đừng có chạy loạn, ta nhất định sẽ giữ bí mật này cho ngươi. Cảm ơn phu nhân. Ở đây nghỉ chút đi, ta đi kiếm đại phu đi coi cho bà có được không? Không cần, ta tự biết ta bị nặng như vậy không sống được bao lâu nữa đâu. Không đâu, bà tốt bụng như vậy, ông trời nhất định sẽ giúp cho bà. Mấy lâu nay ta cũng là sinh hoạt một mình thôi, ta đã coi người như con gái của ta vậy. Tiếc là từ nay người phải sống lẻ loi một mình rồi. Trần phu nhân, không đâu, bà nhất định sẽ không sao, bà chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Cái này ta lấy từ trong nhà ra, mong là sẽ giúp được cho người từ nay có thể sinh hoạt một cách ổn định. Trần phu nhân, ta xông vào quả trường đi cứu Trần phu nhân, nhưng vì bà bị thương quá nặng cho nên khó mà thoát khỏi kiếp này. Rồi sau đó? Sau đó ta cầm tiền mà Trần phu nhân đưa cho ta đem đi làm ăn, và cuối cùng đã tạo ra được một chút thành tích. Nhưng mà dù sao ta vẫn là tội phạm, cho nên vừa rồi bà đã không dám nhận. Tại vì ta biết được thân phận của ngươi bây giờ, cho nên ta không muốn liên lụy tới ngươi. Cô có biết không đây, sau khi cô bị tru gia, ta đi khắp kinh thành để mà kiếm cô, và ta cứ ái ngại ở trong lòng. Đừng nhắc tới chuyện xưa, bây giờ ngươi đã rõ chân tướng rồi, và chúng ta cũng đã tận duyên. Xin chào. Chúng ta có thể gặp mặt nhau nữa không đi? Chuyện đã qua, cứ để cho nó qua đi, đừng có miễn cưỡng.
Con đã đi gặp Trịnh Bản Kiều. Dạ đúng. Tốt. Trong chờ bấy nhiêu năm, rốt cuộc đã có cơ hội. Sao con không lên tiếng? Không lẽ con muốn thay đổi ý định? Không lẽ con có thể quên đi những chuỗi ngày đó hay sao? Con không quên. Cả đời con cũng sẽ không quên những chuỗi ngày đó. Người bị ngất xỉu. Trần phu nhân, cảm ơn bà cứu mạng. Đứng dậy rồi nói. Đứng dậy đi. Phải rồi, tại sao hai người bị ngất xỉu tại nơi hẻo lánh này hả? Phu nhân, chuyện thiệt là dài dòng. Phu nhân, tôi xin bà. Ê, đứng dậy đi, đứng dậy. Ta xin bà hãy chứa chấp hai mẹ con chúng tôi. Ta chịu làm nô tỳ cho phu nhân. Ta xin bà mở phu nhân. Thấy hai người tội nghiệp như vậy, được rồi, ta cho hai người ở lại làm việc. Cảm ơn phu nhân. Phu nhân. Lão gia, ta về tới rồi. Ê, hai người này. Nhất tỷ à? Nè, ngươi làm gì? Ê, Nhất tỷ à, đừng có sợ, lão gia bận tâm tới cô mà. Đừng qua đây. Mấy công việc nặng nhọc này đâu cần ngươi làm. Nếu vậy lão gia đau lòng lắm mà. Nè, ta ra ngoài làm việc. À, nè, Nhất tỷ. Lão gia, phu nhân kêu ta mang canh tới cho lão gia. Vô đi. Lão gia, ngươi muốn gì? Nè, cô biết ta thích cô mà. Lão gia thiệt nhớ cô lắm hả? Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng bỏ, mời tôi ra đi, mời tôi ra. Trời ơi, mời tôi ra, đừng bỏ, đừng bỏ, mời tôi ra đi. Nhất tỷ, cô đó đừng có ra ngoài nói bừa bãi nha. Ta biết thân phận của người đó, đừng có tưởng là ta không biết nha. Người là tội phạm của triều đình mà, có phải không? Nè, cho người biết, nếu người nói bừa bãi bên ngoài, ta sẽ bắt người đi báo quan đó. Chừng đó người biết hậu quả ra sao chứ hả? Nhớ nha, đừng có nói ra ngoài đó, ngoan nha. Hai người nói sao với ta? Phu nhân à, bà lớn tiếng làm gì? Người ta sẽ biết đó. Người sợ người ta biết sao? Phu nhân, phu nhân, không ơn mời thấy tờ. Tại lão gia ép ta thôi. Thế là bị giỏi. Ngươi không chịu, có ai cưỡng ép được ngươi chứ?
Ta tốt bụng cứu hai mẹ con của người về, ngay lại đi dụ dỗ lão già. Phu nhân, không có mất tí ta ở đâu. Đừng có nói thêm. Nếu không phải nghĩ cho thành danh của nhà họ Trần, ta đã bắt ngươi đi dìm lồng heo rồi. Hai mẹ con người cút ngay cho ta. Phu nhân, phu nhân, lão già, tôi xin ông đừng có đuổi chúng tôi đi. Giờ xin ông đánh lại đi. Đồ vô liêm sỉ, còn bám sát lão già nữa hả? Chưa. Vợ phu nhân à, bà làm cái gì vậy? Làm cho rung beng lên hả? Thôi bỏ đi. Phu nhân, bà, lão già, ta xin ông đừng có đuổi chúng tôi đi. Con mời lượng bạc, hai người đi đi. Nhất tỷ, xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy? Kể cho mẹ nghe đi. Hả? Chuyện gì chứ? Nhất tỷ, Nhất tỷ. Có mẹ gì? Con à, có chuyện gì? Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.